Tại thành phố Desala, nơi sinh sống của khoảng 80.000 người dân, phần lớn là người dân tộc Tajikistan, cộng đồng người đã từng có mục đích chống nhóm phiến quân Taliban, chủ cửa hàng bán mỹ phẩm Gulbuddin rất phẫn nộ trước lệnh cấm vô lý của một số cá nhân nói trên. Các giáo sĩ Hồi giáo ở khu vực này đã quyết định đóng cửa toàn bộ những cửa hàng bán mỹ phẩm sau khi một nam thanh niên quan hệ tình dục với bạn gái của cậu ta. Điều đó thật không công bằng chút nào, bởi đó là hành động của một cá nhân và tất cả những người còn lại phải chịu hậu quả. Người dân ở tỉnh Desalan miêu tả chỉ thị này giống như một sắc dụ Hồi giáo, hay nói cách khác là một sắc lệnh tôn giáo. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi sắc lệnh này được ban bố, một thị trưởng đã bị một chủ cửa hàng mỹ phẩm bắn chết. Cửa hàng của chúng tôi đã phải đóng cửa. Chúng tôi không hiểu vì sao người ta lại ép chúng tôi đóng cửa hàng chỉ bởi một quyết định của một giáo sĩ Hồi giáo. Trong khi đó, cố vấn tôn giáo cho Tổng thống Hamid Karzai và thành viên của Hội đồng Ulema nói rằng nạn mại dâm sẽ gia tăng nếu các cửa hàng bán mỹ phẩm vẫn hoạt động. Afghanistan là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong sơ sinh cao nhất thế giới. Và cho dù sự có mặt của lực lượng NATO trong suốt 10 năm qua, thì quốc gia Hồi giáo này vẫn được xếp loại là nơi tồi tệ nhất dành cho phụ nữ. Dưới thời cai trị của Taliban từ năm 1996 đến năm 2001, phụ nữ Taliban buộc phải phủ khăn burqa từ đầu đến chân, và nếu họ sơn móng tay, họ sẽ bị chặt những ngón tay đó. Bởi thế, việc xuất hiện sắc lệnh mới này khiến nhiều người dân lo sợ rằng một chế độ Taliban kiểu mới đang xuất hiện trở lại khi NATO còn chưa kịp rút quân khỏi đây.